Mới đây, Ted Yen 2BM tham gia chương trình Power FM Choi Hoa Young với vai trò khách mời. Tại đây, chàng pháp sư điện trai vừa có những chia sẻ khá thú vị về người con gái trong mộng của mình, Park Shin-hee. Trước đó, Ted Yen từng gửi tặng đến Park Shin-hee và đoàn làm phim Reuters một xe cà phê. Hành động này của nam thần tượng cho thấy sự quan tâm cũng như ủng hộ dành cho người bạn thân thiết của mình. Khi DJ Choi Hoa Young hỏi về tình cảm dành cho cô bạn nổi tiếng, Ted Yen chia sẻ: "Ai lại không thích Park Shin-hee cơ chứ? Cô ấy thật xinh đẹp. Khi gửi xe cà phê đến, tôi biết mình sẽ tham gia cuộc chiến bởi rất nhiều người gửi quà đến cho cô ấy." Ngoài ra, Ted Yen cũng không ngần ngại gửi đến Park Shin-hee một tin nhắn yêu thương thông qua sóng radio. "Shin-hee à, anh rất thích Doctors. Hy vọng em vẫn đang làm việc tốt và thích xe cà phê anh đã gửi. Nếu có thời gian, chúng ta hãy sớm gặp nhau nhé. Em thật sự rất xinh đẹp." Được biết, Ted Yen và Park Shin-hee có cơ hội gặp gỡ và trở nên thân thiết khi nữ diễn viên 26 tuổi tham gia chương trình thực tế Chris Mills Today. Ngay từ lần gặp đầu tiên, thành viên 2BM đã bị người đẹp hớp hồn và không ít lần thừa nhận bản thân bị cảm nắng cô nàng. Đây cũng chính là lý do Park Shin-hee đồng ý tham gia chương trình lần thứ hai, một điều hiếm xảy ra đối với các khách mời. Cặp đôi đến nay vẫn nhận được không ít tình cảm của các fan, thậm chí nhiều người còn mong chờ tin hẹn hò của cả hai trong tương lai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy bấm đăng ký để cập nhật thêm nhiều thông tin mới hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.